Rồi, chào bạn. Đổi tên à? Thế trước là gì? Nhớ chưa? Minh Anh nhớ sao không nhớ? Đâu các bạn là xe là như nào đấy, gọi các bạn khác vào học đấy. Sao thấy bây giờ đa số là thi xong hết rồi mà đúng không? Thi xong hết rồi mà. Sao bây giờ vẫn ít thế này? Em trung bình toán 9,0. Trời ơi. Có buồn không? 9,0 mà có buồn không? 9,0 có buồn không? Nghe thấy nói chứ đùa thấy chưa? Chúc mừng Minh Anh nhá. Rồi, Việt Anh đây rồi. Toàn là người quen cả nhưng mà không biết là các bạn khác thì sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy nhỉ? Đúng không? Lớp 8 thì bình thường cũng được đâu đó khoảng 40. Đấy, view ấy, view cũng phải 4 50 chứ đúng không? Nay thì còn 16 17. Các bạn là thi cử như nào thì comment cho thầy xem nào. Thi cử như nào? Đúng không? Để giờ thấy là thầy nói có đúng không? Thầy nói là học mà hơi chắc là 8, chắc là 9, còn chắc là chắc kiến thức sách giáo khoa 9, hơi chăm thêm tí 10, đúng không? Thầy nói có đúng không? À, comment đi. Các bạn comment là có đúng là kể cả các bạn làm điểm mà không được như mong muốn ấy, điểm thấp ấy thì cũng thấy là đề nó có dễ không? Không kể trường chuyên lớp chọn nhá, bình thường thôi, đề có dễ không? À, chưa thi xong à? Nhưng mà ý là chưa thi các môn khác thôi đúng không? Chứ còn toán thì xong rồi chứ hay là như nào? Hay là toán chưa xong luôn? Em tiếc bài học kỳ sai dấu đúng rồi đấy. Thì sau một hồi mà thầy nhận được phản hồi của các bạn ấy thì đa số ấy là làm ẩu, bất cẩn, sai, trừ điểm chứ không phải khó đấy. Đại đúng hết hình chỉ vẽ 5 nhỏ hơn 12 à, là sao nên bị trừ 1,5 điểm à? Ừ, bé sen. Bé sen vô muộn. Bé sen là sen nè đây hay là sao nhỉ? Đúng không? À, mai mới thi nốt toán à, Việt Anh. Ok. Ok, bé sen không sao. Em vẽ hình sai kích thước. Vẽ hình sai kích thước là sao? À, ý là cái cạnh mà cái cạnh đề cho là dài dài hơn thì lại vẽ ngắn hơn đấy hay là như nào? Còn phần bài làm hình với đại đúng tuyệt đối. Uầy, thế là phương trần mà chỉ sai thế mà bị trừ đến 1,5 điểm à? Vẽ 5 nhỏ hơn 12 nghĩa là đề cho một cạnh là 5, một đề à, một cạnh là 12 mà em đi vẽ cái cạnh cạnh 12 nhỏ hơn cạnh là có độ dài là 5 á hay là sao? Chưa hiểu lắm là chỉ vẽ 5 nhỏ hơn 12 nên bị trừ 1,5 điểm là sao? Chưa hiểu. À rồi, ok xem này. À rồi. Ồ thế á, thế mà bị trừ 1,5 điểm á? Ủa, ok, hello Tâm Nguyễn, hello. Cũng toàn fan cứng cả, fan mà fan mới đâu rồi không thấy à? Đại em đúng tuyệt đối. Ok. À, không, tính ra một cạnh 12, ok. Phần D em bỏ ạ. À. Thế thì... À, cạnh 5 là cạnh cho trước, rồi, ok. À, ok. Thế thì tất cả các bạn thi rồi, tất cả các bạn ở đây luôn. À, ok, Tấn Dũng, hello Tấn Dũng này. Hello. Ừ, ok, hello Huy Nguyễn. Thì tất cả các bạn ở đây comment cho thầy biết là đề có dễ không? Làm được hay không được thì bây giờ mình không nói nữa nhá, đúng không? Đúng không? Làm được hay không được thì không nói nữa. Những cái đề đó, đề mà các bạn học, đề các bạn làm ấy, có dễ không so với những thứ các bạn đã được học? Có dễ không? Có dễ không? À, bây giờ xem có dễ không nhá. À, không là không được chấm điểm ấy luôn. Căng thế nhỉ. Hôm nay thì bởi vì cũng comment ở trong cái đây này. Ừ, ok, thầy sẽ để các bạn xem, đợi thầy một chút nào.
Để thầy một chút nhé, để thầy hướng dẫn các bạn về cái việc là comment đặt câu hỏi nhé. Các bạn để thầy một chút. Rồi, thì điều đầu tiên là thầy thông báo với các bạn là như thế này. Đợi thầy một chút nào. Rồi các bạn có thấy ở đây không? Đề học kỳ còn dễ hơn cả đề giữa kỳ rồi. Ok. Ok, hello Pucha. Đúng không? Vậy đề siêu dễ đúng không? Đề mà thực ra thì thầy nói với các bạn là đề mà của phòng ra phòng giáo dục ra ấy cho các bạn cho chung chung như thế. Thì các bạn chỉ cần chắc kiến thức là làm 8 đến 9 điểm. Thầy nói rằng 8 đến 9 điểm. Bao giờ cũng thế. Nên học kỳ nó chả là cái vấn đề gì cả. Cho nên các bạn đừng có nghĩ nó là một cái gì đấy nó rất ghê gớm như là một cuộc chiến hay là cái gì. Nó chả có cái gì cả, đúng không? Đấy, nên các bạn học bình thường thôi. Có gì không? Có vấn đề đâu. Mà thầy bởi vì thầy thấy rất nhiều bạn căng thẳng với cái việc là thi học kỳ. Thầy không biết môn khác thế nào, nhưng môn toán nó thấy. Thầy không biết môn khác sao. Mà thầy nghĩ môn toán thế thì môn khác thế thôi. Đề nó dễ thế thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Đấy. Như thế này, các bạn vào comment ở đây nhá. Các bạn vào comment ở đây này. Đây. Thì thứ bảy tuần này thì thầy sẽ có buổi live với cô Lan Anh ở của môn tiếng Anh ấy. Thì sẽ cùng giao lưu với các bạn tất cả khối lớp. Mọi người đều được welcome tới đúng không? Vì đây là cái vấn đề chung không? Chứ không phải là để dạy một cái nội dung nào cả mà là một buổi nói chuyện với các bạn tư vấn rồi trả lời câu hỏi rồi ABCXYZ đúng không? Thì các bạn để chuẩn bị tốt cho buổi đó thì các bạn có thể là vào đây comment cái câu hỏi của bạn mà các bạn muốn hỏi đúng không? Đây, ở đây là ví dụ như ở đây là có bạn Sen nè, bạn Nhi nè này. Đấy, thì các bạn có thể xem ở đây và vào comment ở đây nhá. Được chưa? Nãy có bạn nào hỏi đây? Có bạn hỏi này, đúng không? Thì các bạn chú ý nhá, thứ bảy tuần này nhá. Tối thứ bảy thì mình nhẹ nhàng với nhau thôi. Ngồi buổi ấy là không có đem vở bút gì đâu. Yên tâm, không có viết đây là làm gì đâu. Nhá. Thì thực ra toán bình thường mà bạn Minh Anh nói đúng là toán là ôn trong quá trình học chứ không phải sát ngày thi. Thực ra là môn nào cũng thế thôi. Môn nào cũng thế thôi, chỉ là các bạn cứ dồn mọi thứ cứ tới lúc ôn thi rồi lại cứ phải làm khổ mình ra là cứ tới lúc ôn thi mới học. Môn nào cũng thế, môn nào cũng thế. Tất nhiên là có những môn mà nó liên quan đến cái việc các bạn phải học thuộc lòng ấy thì nó khác. Thế tuy nhiên á, là những kể cả những môn đó thì hồi trước khi mà thầy đi học thầy cũng có một cách nó vượt qua cũng nhẹ nhàng, đó là khi mình học ở trên lớp thì cố gắng là học mình nắm được cái đại ý của nó đúng không, các cái ý chính có thể là cả nội dung của cả một cái đoạn mình không không nhớ hết được đúng không, nhưng những ý chính thì mình sẽ nhớ mình nhớ và tới khi mà ôn ấy, thì chỉ cần lúc đó thì cái khung xương ấy, mình nhớ hết rồi, chỉ có là cái full toàn bộ ấy, thì mình cần phải thuộc lòng thôi. Thầy thấy chả vấn đề gì đâu. Có nghĩa là những ít nhất những cái môn tự nhiên ấy, thì các bạn không phải ôn những cái gì cho nó cực cả. Ôn mà gọi là nó kiểu là dạng như kiểu là phải làm cái gì đấy nó rất là ghê gớm thì không có, đúng không? Các bạn ôn rất là bình thường thôi.
Hôm nay thì bởi vì hôm nay thầy cũng nói luôn nha, hôm nay là bởi vì là các bạn cũng có nhiều bạn chưa thi xong, kể cả là thi môn toán hoặc là tất nhiên là ít rồi, đa số thao xong rồi, nhưng vẫn có những bạn là ngày mai thi hoặc trong tuần này thì mới thi xong tất cả môn. Do đó là thầy cũng sẽ ngồi với các bạn mà cũng nhẹ nhàng thôi, mình nói chuyện là chính, nhưng mà mình sẽ có học vì có phần phương trình, nhưng mà vì phương trình thực ra là ở đây các bạn cũng ít có bạn nào mà cũng 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 học tới rồi đúng không? Thì và nếu có học tới thì cũng chỉ là học những bài mở đầu thôi, thì thầy cũng sẽ nói giới thiệu, nó cũng cũng vui vui, chúng ta làm một số bài toán nó vui vui thôi, vui vui thôi chứ cũng không nặng nề với nhau làm gì, chưa thi xong cơ mà đúng không? Thì đúng không đấy, thì rồi thế túm lại ở đây thầy thấy là tất cả các bạn ở đây đều đánh giá một điều là đề dễ đúng không? Đề dễ 10 điểm, trọn vẹn thì khó, khó một chút đúng không? Còn bình thường, còn nó rất là bình thường. Đó. Thầy cũng hy vọng là các bạn sẽ học làm sao để các môn khác nó cũng thế, nó không có gì khó khăn cả. Được chưa? Thì đấy cũng là một trong nội dung mà chúng ta sẽ thảo luận vào buổi thứ bảy tuần này, buổi thứ bảy tuần này, được chưa? Rồi, có bạn nào mới ở đây nữa không nhỉ? Để thầy xem nào. Thế là tất cả ở đây đều là cũ hết à? Có bạn nào mới không? Hoặc là có bạn nào thấy rằng đề thi học kỳ là khó không? Có bạn nào thấy khó? Thấy khó ấy, thấy cái chuyện mà điểm cao điểm thấp là nó khác nha. Có thể là thấy dễ nhưng điểm vẫn thấp bởi vì các bạn làm sai linh tinh lặt vặt cho nên bị trừ. Đấy, cái đấy là một chuyện. Nhưng cái chuyện là mình thấy khó hay không ấy, nó là chuyện khác. Nếu mà thấy khó điều đó có nghĩa là toàn là những cái thứ mà mình không thấy quen, mình làm không được thì nó mới khó. Đúng không? Đấy, chứ không không hẳn là điểm cao điểm thấp, điểm cao điểm thấp là một chuyện thôi. Các bạn có rồi, Tấn Dũng mà mới gì nữa? Tấn Dũng với thầy biết quá còn gì. Đúng không? Và thầy cũng có đánh giá là tuy là lớp của mình lớp 8 ấy cũng không phải là nhiều lắm, thế nhưng mà tất cả các bạn ở đây đều học rất tốt. Phạm Đăng rồi. Gì gà này là nick nào đây, nãy chưa báo cáo nhỉ, bảo là đổi nick mà chưa báo cáo. Phạm Đăng cũng được cũ này đúng không, thi cử như thế nào Phạm Đăng ơi? Thi cử như thế nào? Nếu buổi này mình nói chuyện là chính nhá, nói chuyện là chính, vẫn học yên tâm, vẫn học, không có làm phí thời gian của bạn đâu, nhưng mà mình cũng toang ả là sao, đề khó quá hay là sao, hay là đề dễ mà lại làm không được 5,5 mà, vì sao thế, vì sao? Đề nghị các bạn là mình không có chọc nhá, không có chọc bạn Phạm Đăng nhá. Bình thường thôi, mình bao điểm thì mình làm mấy điểm, nhưng mà 5,5 là vì sao, là vì dễ mà bất cẩn hay là vì khó khó mình chưa học đến, mình toàn là bài cái gì gì đâu đâu không, đề hơi khó. Hơi khó thì khoảng mấy câu khó, chứ đề nào cũng sẽ có cái câu khó đúng không, nhưng mà khoảng mấy câu khó, vì bình thường thì khoảng một điểm là hơi khó đúng không, một điểm điểm 10, từ 9 lên 10 thì nó hơi khó, 8 lên 9 thì nó không khó, nó gọi là nó hơi 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 khó đúng không. Bởi vì có thể là câu C hoặc câu D của hình ấy, câu C hoặc câu D của hình thì nó không phải là khó, mà nó đòi hỏi các bạn phải có vận dụng, ví dụ như là vận dụng từ câu A, câu B, câu C này, hoặc là phải nắm chắc các cái tính chất hình học ở của những cái hình ở trong sách giáo khoa lớp 8, thì túm lại là chúng ta cũng học nhiều hình và cũng nhiều tính chất đúng không? 9,5 à? 9,5 thì thường thôi, có gì đâu. Ở đây các bạn đây cũng toàn 8,9 hết này. 8,9 mà, bình thường. Không không có gì. Đề mà đề ví dụ như mà đề kiểm tra một tiết các kiểu ấy, thì thường là ra theo từng thầy cô và từng lớp, nên là có sẽ có lớp khó lớp dễ, nhưng mà đề của trường học kỳ thì chủ yếu là theo phòng đúng không? Phòng giáo dục của huyện, của quận, thì cho nên là thầy chưa nhìn thấy đề nào khó cả, trừ những cái trường chuyên là không nói, không thấy đề nào khó, bình thường. 8 điểm là tầm tay đúng không, 9 điểm là chắc kiến thức. Đúng rồi.
Có 3 đứa 10 bình thường mà, vấn đề đâu. Rồi, bây giờ mình như vậy mình nói chuyện chút thế nha. Bây giờ mình nói qua về bài học nhá. Bài học của chúng ta nói về phần phương trình, phải không? Phương trình. Bạn đợi thêm một chút. Ai đã học phương trình rồi? Ở lớp ai đã học phương trình rồi? Ở lớp ai đã học phương trình rồi? Ở lớp ai đã học phương trình rồi? Em được học trước rồi, ok. Học trước học sau gì cũng được đúng không? Thế thì những bạn mà đã học rồi thì thấy phương trình chính là bài toán gì? Nếu nói về bài toán nhá, nếu nói về cái bài toán ấy, thì nó có phải là cái thứ gì lạ không? Mà em thi mang 10 nhớ Nguyễn Khôi nhá. Đừng có đừng có làm ẩu ở cuối cùng. Thì thực ra nó có chả có gì để làm quen cả đúng không? Bởi vì chúng ta đã quen nó rồi. Nó là bài toán gì nhỉ? Nó là bài toán Tmx đúng không? Ai cũng biết. À, biết. Cũng chả có gì là xa lạ cả. Thì trước nay chúng ta là Tmx rồi. Bây giờ là nó sẽ được khoác lên mình một cái, trước hết là về tên gọi, nó có một cái tên gọi riêng cho những cái bài toán đấy, là những bài toán Tmx thì bây giờ sẽ trở thành gọi là giải phương trình. Đấy là cái việc chúng ta đi đi tìm đi giải. Thế nhưng mà về mặt phương trình ấy thì nó là cái gì đúng không? Phương trình là cái gì? Còn cái việc đi giải phương trình thì chúng ta biết rồi đúng không? Mà từ lâu nay thì chúng ta cũng không chả còn lạ lẫm gì nữa đúng không? Tmx đúng không? Rồi tâm nguyện. Thế thì thầy nói luôn, bạn nào chưa học thầy nói luôn. Thầy thứ nhất là thầy cũng không có ý định dạy trước các bạn. Thế, tuy nhiên là vì đây là những cái thứ cũ chứ nó chả mới, cho nên thầy sẽ nói luôn. Phương trình là nó rất là quen thuộc với các bạn, bởi vì các bạn đã làm rất là nhiều bài toán Tmx rồi. Được chưa? Bạn có rất là bạn đã làm rất nhiều, từ thực ra từ lớp 6 các bạn đã có những bài toán Tmx rồi. Thì cái bài toán Tmx đấy thì chúng ta luôn thấy là thông thường là nó sẽ có x ở đâu đấy phải không? Và ở giữa chúng ta có một cái dấu bằng ví dụ như chúng ta có hai, chúng ta đi giải Tmx biết là 2x cộng 3 bằng âm 5. Ví dụ như ở lớp lớp 6 mà sau khi học trường số nguyên mà học học qua số âm rồi thì các bạn có những bài toán này. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ đã rất quen thuộc rồi. Lớp 6, lớp 7 đó, thì chúng ta thường làm, thì chúng ta thường làm những cái bài này với cái tên gọi là Tmx đó, biết hay là sao cho đúng không? Đúng không? Thì cái công việc của mình là mình đi tìm ra cái x nào, x bằng bao nhiêu đó, một con số cụ thể nào đó và đúng không? Hoặc là chúng ta tìm ra nó thuộc một cái tập nào đó. Đấy, sao cho nó thỏa mãn, nghĩa là sao cho cái dấu bằng này nó xảy ra. Dấu bằng nó xảy ra, đúng không? Bởi vì không phải x nào cũng làm cho dấu bằng xảy ra. Ví dụ x bằng 0 thì dấu bằng này không thể xảy ra được đúng không? Vì x bằng 0 thì cái vế trái của chúng ta đó là 2 nhân 0 cộng 3 thì nó là 3. Đúng không? Mà vế phải thì âm 5 thì làm sao mà xảy ra được cái dấu dấu bằng được. Được chưa? Được chưa? Đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta lâu nay chúng ta đi làm đó là chúng ta đang đi giải phương trình, đúng không? Đúng. Vậy thì bản thân phương trình là cái gì? Bản thân thân phương trình là cái gì? Các bạn nhìn nó rất là quen, rất là quen thuộc là, và có thể các bạn nhầm lẫn một chút, đúng không? Một chút.
Bởi vì trước đó các bạn đã học những cái biểu thức nó dạng như thế này cũng có dấu bằng. Ví dụ như các bạn học hàm số. Các bạn học hàm số. Đúng không? Rồi các bạn học đa thức. Đa thức, đúng không? Đa thức thì chúng ta cũng có ví dụ hàm số y bằng x. Y bằng x. Đấy, đúng không? Rồi chúng ta học đa thức ax bằng 2x bình trừ x cộng 1. Đúng không? Đa thức. Đấy, còn thì bây giờ lại là phương trình. Nó là 2x cộng 3 bằng âm 5. À, thực ra thì cái việc so sánh này nó chỉ làm cho bạn hiểu rõ thôi, hiểu rõ hơn thôi. Còn chúng ta không quá, và cũng người ta cũng sẽ không không bắt các bạn đi phân biệt là đâu là hàm số, đâu là đa thức, đâu là phương trình đâu, yên tâm. Nhưng mà thầy nói để các bạn rõ hơn, để khi mà chúng ta nếu mà có nói một cái gì thì cũng biết nói một chính xác thôi, đúng không? Hàm số là các bạn được học và bắt đầu ở lớp 7, đúng không? Bắt đầu ở lớp 7, sau đó là các bạn lên lớp 9 được học lại, sang năm các bạn sẽ được học lại. À, ví dụ như là đây, hàm số. Hàm số nó là cái gì? Nó là một cái sự, nó là nó biểu diễn một cái mối quan hệ, một mối quan hệ, đúng không, của đại lượng này với đại lượng kia. À, ví dụ như chúng ta hay lấy y là một cái đại lượng phụ thuộc vào x ở đây, ví dụ như thế, đúng không? Cứ mỗi x này chúng ta có một giá trị y, được chưa? Đấy, thì chúng ta có cái hàm số. Như vậy hàm số nó mô tả sự phụ thuộc, sự quan hệ nó cái mối mối liên hệ giữa hai hoặc nhiều đại lượng. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ nói trước là hai hai đại lượng trước, đúng không? Như vậy hàm số nó mô tả cái sự phụ thuộc nhé, phụ thuộc nhé. Đây, y là một hàm theo biến x, chúng ta hay nói như vậy, y là một hàm theo biến x, đúng không? Thế đa thức thì chúng ta cũng có là gì? À, đa thức một biến, đa thức nhiều biến, đúng không? Ví dụ đây là một biến x, còn chúng ta có thể có x, có y, có z, có t, có bao nhiêu biến tùy ý cơ mà. Được chưa? Được chưa? À, thì đây là đa thức. Thì các bạn thấy đa thức thì nó ở đây chỉ là ký hiệu thôi. AX là ký hiệu cho một đa thức có biến là X. Thế rồi, đúng không? Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể thấy là ví dụ như AXY là bằng 2X cộng 3Y trừ XY, ví dụ như vậy. Thì đây chỉ là ký hiệu cho chúng ta biết à, chúng ta đang làm việc với một đa thức hai biến X và Y. Được chưa? Đó. Thế thì phương trình thì sao? Phương trình này thì sao? À, thì chúng ta hiểu về mặt bản chất, phương trình là nó mô tả hai thứ ở đây, có thể ở đây các bạn thấy là sẽ luôn có cái vế trái và vế phải nhá, đúng không? Về về mặt tổng quát, và ở đây thầy nói mang cái tính để các bạn dễ hiểu, thì phương trình nó mô tả hai thứ mà nó tương đương nhau, nó bằng nhau, được chưa? Được chưa? Chứ nó không phải như hàm số. Về mặt biểu diễn thì các bạn thấy nó gần gần như nhau, đúng không? Như hàm số thì nó là mô tả sự phụ thuộc, liên hệ của đối tượng này, phụ thuộc của đối tượng này với đối tượng kia, ví dụ của y phụ thuộc của x, đúng không? Phương trình thì về mặt bản chất là không phải như thế, nó mô tả hai cái đại lượng có giá trị bằng nhau, tương đương với nhau. Đấy. Tùy trường hợp, đúng không? Tùy trường hợp. Được chưa? Thì thầy nói rõ hơn để các bạn phân biệt. À, có những cái mà ví dụ chúng ta không có một ví dụ như là chúng ta có khi mà chúng ta học đại số, chúng ta hay có gọi là biểu thức đại số. Biểu thức là một thứ rất là chung, đúng không? Rất là chung. Ví dụ như chúng ta có diện tích của hình hình chữ nhật đi, nó là bằng độ dài hai cạnh, ví dụ như là chúng ta có một biểu thức đấy. Như vậy là chúng ta có khá nhiều tên gọi ở đây. Chúng ta có biểu thức, chúng ta có hàm số, chúng ta có đa thức, chúng ta có phương trình. Thì thực ra các bạn cũng không phải cần phải quá phân biệt, bởi vì nó về mặt biểu diễn thì, và có những cái nó tuy hai mà một, nó giống nhau thôi. Thế nhưng mà mình thầy nói ra để cho bạn là thấy được có một cái sự nó khác nhau nhẹ ở đó. Sự khác nhau ở đó. Được chưa? Rồi. Thế thì các bạn đã như cho nên nói chung ấy thì là các bạn đã làm quen với phương trình rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi. Ở đây thầy sẽ không đi sâu vào việc các cái định nghĩa ở trong sách giáo khoa, bởi vì cái đấy là cái mà các bạn sẽ học ở lớp, thầy sẽ không nhắc lại.
không nhắc lại, cái đấy là cái bạn sẽ được học thôi, không nhắc chuẩn chỉ là phương trình là gì này nọ nữa, thầy thầy không nhắc, thầy sẽ nói theo cái cách của thầy thôi, được chưa? Và các bạn nghe để hiểu thêm thôi. Thế thì cũng như đa thức, và cũng như hàm số, nó cũng có một biến, có nhiều biến, rồi cũng có bậc, thì phương trình cũng thế, đúng không? Thì chúng ta cũng có phương trình một ẩn, đã, một ẩn thì các bạn nghe tên là biết thôi, một ẩn thì cái phương trình này phức tạp hay gì không biết, nhưng mà nó chỉ chứa một ẩn thôi, phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn, ba ẩn, hoặc hay còn gọi là phương trình nhiều ẩn, đúng chưa? Hoặc là chúng ta có phương trình bậc nhất, ví dụ đây là phương trình bậc nhất, đúng không? Bậc nhất, các bạn thấy nhìn cái bậc, không 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 vấn đề, gì Phạm Đăng nhé, không vấn đề gì, đúng không? Mình chỉ đặt để tâm hơn cho cái môn, cái thứ mà mình muốn học, mình muốn cho nó, mình không còn bị yếu nữa, là cái thứ nhất, mình phải có, mình phải để tâm vào nó, phải 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 dành thời gian cho nó, là thứ nhất. Và thứ hai là bạn chọn được cái cách học đúng thì các bạn sẽ thấy nó bình thường, và các bạn sẽ không như Phạm Đăng bảo là em dốt toán này, bạn sẽ hết dốt thôi, không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái vấn đề là các bạn đầu tiên là các bạn phải dành thời gian cho nó. Còn bảo là em dốt cái này, em dốt cái kia, em yếu cái này, em yếu cái kia, nhưng mà cuối cùng lại không dành thời gian cho nó, thì bây giờ làm như thế nào, đúng không? Cái gì mà muốn giỏi mình chả phải dành thời gian vào, đúng không? Chúng ta muốn học tốt thì chúng ta phải dành thời gian vào. Đấy là điều kiện cần, là điều kiện tiên quyết. Còn không dành thời gian mà bảo học tốt được thì thua, không có cách nào cả. Đấy. Dành thời gian vào, sau đó mình chọn cách học đúng. Thì thứ nhất là mình học nhẹ nhàng một chút, nó thứ nhất là nhẹ nhàng, thứ hai là thấy nó vui vẻ, và cảm thấy mình học tốt lên, nó tự tin để học thôi. Vì thường ấy, cái tâm lý của những bạn học yếu ấy, nó sẽ nằm ở chỗ là thứ nhất là một lớp cũng đông quá, đúng không? 40, 30, 40 người thì không tài nào mà giáo viên có thể dạy, giảng dạy, kể cả là các bạn có hỏi, thì cũng không thể đủ thời gian để mà giải đáp hết tất cả các bạn được. Cái đấy là phải khách quan là nó như thế, đúng không? Đấy. Và từ cái đấy nó dẫn đến một cái việc là các bạn thì đã không hiểu, thì làm không được, thì lại thấy thiếu tự tin, thấy kiểu mình kiểu dạng loser, kiểu chắc làm không được đâu, chắc học không nổi đâu, chắc là mình sinh ra là nó không dành cho toán, mình chắc là kẻ thù của toán, ví dụ thế, đúng không? Thì thường nó sẽ dẫn theo những cái hệ lụy này, và mình làm mình mất tự tin vào bản thân, mà cái gì nó mất tự tin là mình thấy thì chắc chắn là kiểu chưa đánh đã thua, đúng không? Mất tự tin là thôi xong hỏng, được chưa? Thế nên là thầy biết cái về mặt tâm lý của các bạn, học chưa tốt thì cũng phải cố gắng thôi. Ví dụ mình học chưa hiểu thì phải hỏi thôi, hỏi thầy cô không đủ thì phải hỏi bạn bè, cũng cố gắng thôi, hỏi người này người kia. Bây giờ thì hồi xưa mới thiếu người hỏi, chứ bây giờ có thiếu gì cách hỏi đâu, đúng không? Ví dụ như bạn vào group mà hỏi, group học bài nhà, group câu lạc bộ bài nhà hỏi, đấy là một nơi rất là dễ để mà hỏi, đúng không? Bảo tạ đoán đi, đoán thầy sinh năm bao nhiêu. Đấy. Thế thì bây giờ hôm nay chúng ta làm gì? Bây giờ như vậy là thầy nói qua phương trình rồi. Bây giờ thế các bạn đã có bao giờ giải phương trình ở ngoài đời chưa? À đấy, đấy bây giờ thôi thì nói cho nó gần gũi. Đã bao giờ mà giải phương trình ở ngoài đời chưa? À, tức là thực tế thì bao giờ giải phương trình chưa, hay là ui, x y z này chắc là chỉ có sách vở thôi chứ làm gì ngoài đời có. Thì các bạn đã có chưa, thử thử kể tên hoặc là liệt kê ra thầy những cái động tác nào của bạn, hoặc là những cái mà các bạn đã gặp mà liên quan đến việc là mình phải tìm x. Ví dụ thử xem, ra học cái gì cũng thế, thấy nó gần gũi hơn thì chúng ta dễ hiểu hơn, dễ tiếp thu hơn. Nào, thử xem nào. Nào, comment nào. Các bạn đã trước nay thì đã học cái gì? À, đã gặp cái gì chưa? À, thử ví dụ em Minh Anh, ví dụ đi chợ đây, ví dụ cụ thể hơn đi, các bạn cứ cho ví dụ đi. Buổi này là buổi để chúng ta nói chuyện, để chúng ta thấy là thứ nhất là phương trình là cái thứ mà các bạn đã gặp rất là nhiều, đã làm việc với nó rất là nhiều rồi. Thứ hai là nó cũng gần gũi.
Và thứ ba là chúng ta cũng sẽ đi làm một số bài toán là quen thuộc, bởi vì các bạn đã làm từ trước đến nay rồi. Nhưng thầy có thể thầy chỉ ra các bạn một số góc nhìn mới hoặc một số bài toán thú vị. Nha. Nào, ví dụ. Minh Anh ví dụ là làm sao để mua mua đồ khi đi chợ đúng không? Khi có 50.000 mà mua hết 20.000 rồi thì mua thêm thì chúng ta còn bao nhiêu để bao nhiêu tiền để mua đúng không? Và cân đối. Ok. Khá là hay. Đúng không? Thì thực ra là còn ai còn ví dụ các bạn cứ nêu ví dụ đi. Nêu ví dụ đi nào. Nếu ví dụ đi. Ở đấy thầy cũng thấy cũng khá là đông các bạn mà sao mà comment ít thế nhỉ? Nếu ví dụ đi, học thì mình tương tác vào cho nó sôi nổi, nó dễ hiểu. Đây là cái lúc mà những cái bài khởi đầu nó dễ và thầy dành thời gian để thầy để cho bạn comment rất là nhiều. Nhưng mà lại các bạn lại không comment. Ví dụ nào, ví dụ trong thực tế nào thì các bạn thấy cái team mix nó nằm ở chỗ nào? Nào, comment đây nào. Mình anh đó đưa ra ví dụ nữa. Ví dụ này nó rất là quen thuộc với các bạn này. Hoặc là để tính điểm trung bình, làm sao để có điểm trung bình là 9 phẩy khi đang có một con điểm 7 rồi, đúng không? Thì không, ví dụ đơn giản như thế thì nó mới thực tế mà, đúng không? Nó mới gắn liền với các bạn vì bây giờ các bạn đang gặp những cái thứ nó khá là đơn giản thôi, đúng không? Đấy, Minh Hạnh ví dụ rất là hay, nó là tính điểm trung bình, làm sao để có trung bình là 9 phẩy khi đang có một con điểm 7. Đúng rồi, đúng không? Đúng không? Phải không? Vì thường ấy, là khi mà các bạn có cái mục tiêu của mình, ví dụ như các bạn muốn bao nhiêu tổng kết bao nhiêu phẩy đấy. Đúng không? Tổng kết bao nhiêu phẩy đấy thì các bạn bây giờ ví dụ cuối kỳ đi, các bạn biết thì biết công thức tính rồi, phải không? Hệ số 1, hệ số 2 như thế nào rồi. Đấy, thì bây giờ các bạn biết hết rồi, từ miệng 15 phút một tiết của mình. Bây giờ còn điểm cuối kỳ nữa, mà bây giờ bạn muốn là tổng kết phải 9 phẩy, mà trong khi của mình này nọ trước giờ là các bạn biết hết rồi. Thì bây giờ cần thi học kỳ bao nhiêu là được 9 phẩy? Thì các bạn, đấy chính là bài toán tìm x, đúng không? Tìm x. Đấy, đúng không? Và bài toán này là bài toán rất là thực tế. Để làm gì? Để mà các bạn có thể làm đưa ra quyết định, đúng không? Team X để chúng ta đưa ra quyết định là bây giờ đặt mục tiêu phải thi học kỳ bao nhiêu đấy để đạt được cái mục tiêu chúng ta đề ra từ đầu về. Thì thực ra sau này các bạn sẽ thấy là chúng ta phải làm cái điều đấy rất là nhiều, đúng không? Chúng ta đi đi đặt mục tiêu. Rồi bây giờ đi cái mục tiêu đấy được thực hiện ở trong một cái khoảng thời gian nào đó. Bây giờ chúng ta đi được nửa thời gian rồi mà chúng ta đạt được bao nhiêu phần mục tiêu rồi, thế thì cái nửa thời gian còn lại thì các bạn phải bao nhiêu phần mục tiêu, ví dụ như thế. Thế đấy, đấy là một ví dụ của cái việc tính điểm trung bình này. Thì sau này các bạn phải làm cái việc đấy thường xuyên, đúng không? Lấy lại gốc toán có khó không thầy? Không, chả khó gì. Chăm, đúng rồi, Minh Anh nói đúng. Đầu như thầy nói, các bạn muốn học cái gì cũng thế, cũng phải dành thời gian cho nó. Đúng không? Các bạn làm gì cũng thế thôi, phải dành thời gian cho nó. Điều đầu tiên. Và thứ hai là các bạn phải phải tìm được cách học đúng. Cái cách học đúng ấy, nó không phải là làm một cái gì đấy nó duy nhất. Các bạn chú ý nhé. Về cách học đúng nó không phải là duy nhất nhé. Mỗi người nó sẽ có cách học đúng của riêng mình. Chứ nó không có một cái là một là hai là ba là thứ thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư các bước bước một bước hai bước ba bước bốn, nó không có như thế, nó sẽ không có như thế, bởi vì với mỗi người thì chúng ta thấy là cái năng lực nó khác nhau, cái
để suy nghĩ khác nhau, cái tâm lý khác nhau, cái này nọ, cái điều kiện của bản thân, của gia đình nó cũng khác nhau. Nên cái việc là mình chọn cái phương pháp học mà sao cho hiệu quả thì nó là khác nhau. À, nó khác nhau đúng không? Nó khác nhau đấy. Chứ không phải là áp dụng chung được đâu. Đấy. Thế nhưng mà điều đầu tiên đó là nói gì thì nói phải dành thời gian. Đúng không? À, còn mà để lấy lại gốc toán là nó khó tí nào. Bởi vì gốc bây giờ các bạn mới lớp 8 thôi, có gì đâu mà khó. Lớp 8 thì nói cho cùng các bạn đã học gì nhiều. Các bạn nghĩ lại đi. Từ lớp 1 đến lớp 8 thì các bạn đã học được những gì? Đúng không? Các bạn học được những gì? Bảng của trường, cộng trừ nhân chia, một ít biến đổi đại số, hết. Gì nữa đâu? Có gì nữa đâu mà. Ừ thì hình học thì có, chúng ta học tất nhiên những cái điểm đường tia, đoạn thẳng thì thôi, thì ok coi như là ai cũng biết rồi đi. Thì các bạn một các cái hình mà nó phức tạp hơn, ví dụ như tam giác tứ giác thì có thể các bạn chưa nắm. Ờ đồng ý. Thì cũng hết, cũng chỉ thế thôi. Tam giác tứ giác thì nó có cái gì đâu. Tam giác thì quan trọng nhất là hai tam giác bằng nhau. Sau đó là nội tại của tam giác thì có những cái tính chất về các cái đường trong tam giác. Hết. Đúng không? Đúng không? Không có gì đâu. Tứ giác ở lớp 8 các bạn vừa học xong. Và đây 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 là một cái điều ok, bây giờ mình cũng có thể nói luôn, cũng có thể nói luôn. Đó là bạn Minh Anh bảo là rất chắc kiến thức cơ bản nhưng mà các bài nâng cao lại rất khó. Nó không không hoàn toàn như thế. Nếu các bạn đã chắc kiến thức cơ bản thì tất nhiên làm cái gì nó cũng phải từ từ đúng không? Nó phải từ từ. Chứ bây giờ nói là bởi vì bài khó thì nó cũng là rất là bao la, biết như thế nào là khó đâu, biết như thế nào là khó, và khó nó cũng có cái mức độ của nó, cũng không thể làm một phát mà gọi là một bước mà lên tiên được, cũng phải từ từ đúng không đấy. Thế nhưng mà đã là chắc kiến thức cơ bản rồi mà để học bài khó thì nó không khó tí nào, làm được bài khó nó cũng không khó tí nào, nhưng cách học của bạn chưa đủ, chưa đủ. À, tất cả những vấn đề đấy thì thầy sẽ giải thích cho các bạn, giải quyết cho các bạn, trả lời, cố gắng trả lời cho các bạn vào thứ bảy tuần này, thứ bảy tuần này. Bạn Minh Anh nói ai muốn lấy dễ lại dễ toán lại gốc toán ấy thì vào bài nhà lấy mấy bài trong livestream. Cũng đúng, cũng đúng, bởi vì những bài trong livestream thầy cũng cố gắng, đối với môn toán thầy cũng cố gắng làm cho mọi thứ nó nhìn nó dễ hơn và nó có hồn hơn, nó nhìn nó làm chúng ta nó cũng cũng thấy là nó gần gũi hơn đúng không, chứ nó không chỉ là đơn thuần là những con số, những con số được chưa. Thì thầy thấy nó cũng nên cũng thầy cũng cố gắng làm đấy, làm như thế, cho nên là nếu mà các bạn vào xem thì có thể là rút ra được cái gì đó cho mình, và thấy cái góc nhìn nó cũng mới, nó cũng mới, mình thấy nó cũng dễ dàng, nó cũng gần gũi hơn, và từ đấy thì mình thấy là nó cũng không phải khó như là mình nghĩ đâu, và mình cũng sẽ làm cho mình thấy tự tin. Môn toán về sau áp dụng vào những nghề nào thầy? Nghề nào cũng có. Bây giờ thay vì câu hỏi đó thì em sẽ nên đặt câu hỏi như thế này này, cái chỗ nào mà không cần môn toán, thử tìm một chỗ nào mà không cần môn toán. Đúng không? À, thực ra là không phải vì thầy dạy toán cho nên thầy mới nói là toán là quan trọng, đúng không? Môn nào cũng quan trọng, nhớ nhé, môn nào cũng quan trọng. Môn nào cũng quan trọng. Vấn đề là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, như thế nào thôi. Còn các bạn vẫn có thể không học toán mà, chả ảnh hưởng gì cả. Đúng không? Các bạn không học toán. Không học toán thì chúng ta sẽ xem như là không không biết thôi, đúng không? Các bạn cứ nghĩ đây, các bạn mà không biết cái gì thì không biết vì một cái gì đó thì các bạn đâu có thắc mắc nữa, đúng không? Các bạn sẽ không thắc mắc là ở cái đó để làm gì, trong khi các bạn đã không biết rồi thôi, đúng không? Không biết rồi thôi, chả còn phải thắc mắc gì nữa, đúng không? Thế còn môn nào nó cũng có cái lợi của nó mà. À.
Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ một số các cái phương trình mà các bạn đã học, đã làm thì chúng ta có những cái phương trình đơn giản như thế này thì tôi không nói nữa, không nói nữa, đúng không? Dễ rồi, dễ rồi. Thế thì các bạn đã gặp những cái phương trình nào nữa, nào nữa, những cái phương trình mà phương trình này gọi là phương trình bậc nhất một ẩn này, bậc nhất luôn và một ẩn, đúng không? Đấy. Được chưa? Thì dễ rồi, thầy không nói nữa. Bây giờ các bạn đã từng gặp những cái phương trình nào là lạ nữa? Từ sao thầy có nhớ không nhá? Chúng ta đã gặp phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đúng không? Với loại phương trình này thì chúng ta giải như thế nào nhỉ? Chúng ta giải quyết nó như thế nào? Cái cách để chúng ta giải, bây giờ thầy không nói về đáp án từ 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 từ, đúng không? Mà chúng ta thử xem thử là cái cách để chúng ta làm những bài toán mà chứa dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ làm gì? Làm gì? Làm gì? Thử nói xem cái điều mà chúng ta sẽ làm ấy, đó, đối với cái phương trình mà chứa dấu giá trị tuyệt đối chúng ta sẽ làm gì? Ở đây thầy không nói phần biến đổi nhá, ví dụ như ở thầy chuyển chuyển vế đổi dấu rồi như này như kia hơn mấy cái đấy thì vào chi tiết rồi, đúng không? Chia hai trường hợp, cái mục đích của việc chia hai để làm gì ạ Minh Anh? Mục đích của chia hai để làm gì? Khánh Ly rồi, ok Khánh Ly, thầy nhớ rồi, thầy nhớ rồi, thầy nhớ rồi, hôm trước cũng có giới thiệu rồi, Khánh Ly có giới thiệu rồi. Chưa gì đưa ra đáp số. Được rồi, ok, good, very good. Đáp số đúng rồi đấy, hai và không, x bằng hai, x bằng không, ok. Vấn đề là thầy đang muốn hỏi là các bạn sẽ làm gì khi gặp phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Comment nào. Ok, có hai bạn đây rồi, Khánh Ly và bạn Minh Anh rồi. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Nếu mà gặp phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối thì mình làm gì? Mình làm gì nào? Comment nào sau mà view thì cũng khá khá như thế này mà sao comment ít thế nhở? Các bạn kia đâu rồi? Comment cho thầy xem nào. Rồi, ok. Rồi, cái cách giải thầy không nói. Đúng không? Thầy nói là ví dụ như mình đang nói chia ra trường hợp, mục đích của chia ra hai trường hợp là gì? Là phá cái dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Làm mất cái dấu giá trị tuyệt đối đi thì chúng ta mới làm việc được, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta mới làm được. À, như vậy đối với phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối thì cái mục đích cuối cùng của chúng ta, mục đích mà chúng ta thường hướng đến, gọi là thường xuyên hướng đến, đó là bỏ được dấu, đúng không? Bỏ được dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Đó. Tại vì nếu mà nói mà chia bao nhiêu trường hợp thì nó cũng tùy thuộc lắm. Ví dụ như đấy là đối với bài này, nhưng mà ví dụ như bài này thì sao? Chia bao nhiêu trường hợp, đúng không? Chia bao nhiêu trường hợp? Cái việc mà chia bao nhiêu trường hợp á thì rồi các bạn cũng sẽ được học, các bạn cũng sẽ được học thôi. Thực ra là nó cũng có một cái khi mà chúng ta học á thì những cái bài về những cái phương trình chúng ta thường gặp á thì chúng ta sẽ học những phương trình có chứa cái dấu giá trị tuyệt đối này. Đấy.
Thế nhưng mà cụ thể để đi giải như thế nào ấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian học với nhau. Chúng ta chú ý là cả chương này chúng ta chỉ học về phương trình thôi. Cho nên là về cái mặt kỹ thuật để mà giải phương trình ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều, và bài toán về giải phương trình chúng ta có cực kỳ nhiều luôn. Thế nhưng mà thầy đang nói về ý niệm trước, đúng không? Ý niệm. Cái tổng quan trước, khi mình nhìn vào thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Ở đây chia bao nhiêu trường hợp chưa biết, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của chúng ta đó là bỏ được dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Đấy, cho nên đó lý do nếu mà chúng ta mà hiểu được như thế thì ví dụ những cái bài như thế này, x trị tuyệt đối của x cộng 1, trị tuyệt đối của x cộng 2, trị tuyệt đối của x cộng 3, cộng trị tuyệt đối của x cộng 4 đấy bằng 5x, ví dụ như thế. Lịch học toán 9 là toán 9 hiện tại không còn dạy nữa em ơi. Khánh Ly ơi, không còn dạy nữa, bởi vì các bạn ít học quá, ít vào học quá, chuẩn bị thì tốn rất là nhiều thời gian công sức, nhưng mà các bạn lại ít học, lại ít tương tác quá, nên thôi chuyển hết vào trong cái group mà câu lạc bộ học bài ở nhà để các bạn sinh hoạt ở trong đấy. Đấy, ví dụ như cái bài này thì bây giờ làm như thế nào? Bây giờ nếu mà chia trường hợp đúng không? Chia trường hợp thì chúng ta từ bài này chúng ta lại có cái bài. Năm nay không 2020. Đấy. Ví dụ như thế. Ok Khánh Ly, ok chúc mừng nha, 8,5 tốt rồi, thế là tốt rồi. Ít nhất như thế là chúng ta chắc kiến thức rồi này. Nếu tự làm bản thân mình làm được, đúng không? Ví dụ như này, ví dụ như cái bài này thì nếu mà các bạn mà cứ bảo chia, ok cái này thì hai trường hợp, ok cái này thì cũng còn chia được, cái này cũng còn chia. Thế bây giờ cái này chia bao nhiêu trường hợp, đúng không? Khi mà gặp những bài mà có vấn đề rồi thì cái nếu mà chúng ta không không nắm được cái mấu chốt đấy, mà đi nắm gọi là nắm cái từng cái kỹ thuật nhỏ như thế, thì chưa chắc đã giải cái bài toán chúng ta. Ví dụ như bài này, đúng không? Bài này thì bây giờ làm như thế nào? Không thể chia trường hợp được, không chia trường hợp được, vì nó có quá nhiều trường hợp, nó có tới 2020 cái dấu giá trị tuyệt đối cơ mà, đúng không? Đấy, thì đó là để các bạn thấy là khi mà chúng ta làm việc với phương trình thì với mỗi câu hỏi như thế, với mỗi cái câu hỏi, với mỗi cái phương trình mà chúng ta gặp ấy, thì chúng ta đều có những cái cách xử lý nó riêng đúng không? Thầy bây giờ chỉ điểm xuyết lại một số cái phương trình của các bạn đã học à, loại thứ một số cái, ví dụ như là cái phương trình dạng đây, ví dụ như phương trình dạng này. Cộng này, nhìn cho nó. Đấy. Ví dụ như thế, đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào? À, thì đây là một cái loại phương trình các bạn có thể thấy là nó chứa ẩn, nhưng mà ẩn này nó ở mẫu đúng không? Đấy, chúng ta làm như thế nào? Đấy, thì thực ra những cái phương trình này không phải của lớp 8 mới gặp nhé. Lớp 7 thì một số đề thi học kỳ đã ra như thế này rồi, ra khó hơn nữa. Ví dụ câu này này, câu này là cái ý của đề thi học kỳ của trường Lương Thế Vinh này. Lương Thế Vinh này. Cái này là của lớp lớp 7 nhé, giá trị tuyệt đối nhé. Ý là như này. Thầy nhớ không nhớ rõ, hình như là kiểu kiểu như này. Đấy. Như vậy chúng ta có một phương trình chứa ẩn ở mẫu à, thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì, đúng không? À, bởi vì với mỗi loại như thế thì các bạn phải 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 quan sát nó trước và chúng ta có cách xử lý phù hợp. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như nói mẫu quy đồng lên thì
nó có những thứ rất là khó, cũng kiểu như giá trị tuyệt đối mà các bạn nói tới cái việc là phải chia trường hợp ra này, thì nó cũng cũng không phải bài nào làm được. Ví dụ như bài này cũng quy đồng bây giờ làm thêm ba cái tiếp như là x cộng 4, x cộng 5, x cộng 5, x cộng 6 nữa, thì nó sẽ khác, đúng không? Đúng chưa? Đấy là những cái mà các bạn đã gặp rồi. Thế tuy nhiên là bây giờ lên lớp 8 rồi, quên thôi, bây giờ chúng ta lại quay trở lại với nó quen thuộc hơn với lớp 8, với lớp 8, đúng không? Đó là ví dụ như rồi, bây giờ các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ làm như thế nào? Trừ chứ Bùi Việt ơi, trừ chứ, đúng không? Trừ sao cộng 1 trên x cộng 1, cả cái vế trái của cái bài số 2 đó là 1 trên x cộng 1 trừ cho 1 trên x cộng 4. Rồi, ví dụ cái này như thế nào? Đấy, thế thì nếu mà bạn mà cảm thấy cái này mà khó, cái này mà khó thì thử nếu bài toán này nó sẽ là thì có dễ hơn không? Nếu chúng ta đi từ bài toán như này có dễ hơn không? Dễ hơn chứ, đúng không? Vì vì chúng ta có tích của hai số bằng không thì khi và chỉ khi một trong hai số đó bằng không. Đúng không? Đúng chưa? À. Thì từ đây các bạn nghĩ ngay tới cái việc là gì? Nghĩ ngay đến cái việc là chúng ta đưa cả cái này về cái này. Đúng không? Thì thực ra nói là giải phương trình nhưng các bạn đang đi làm gì đây? Đang đi làm gì đây? Phân tích đa thức thành nhân tử. Đó là lý do tại sao phải nói các bạn mà học được cái phân tích đa thức thành nhân tử mà chắc ấy thì phân thức đại số là cái chương vừa rồi hay là giải phương trình nó easy cực kỳ luôn, cực kỳ luôn, chắc chắn các bạn. Thầy đã từng nói rồi, hàng đẳng thức hay là phân tích đa thức thành nhân tử, nó hàng đẳng thức ấy, cái hàng đẳng thức nhá, trong cái phân tích đa thức thành nhân tử cái hàng đẳng thức nó như là cái bảng của chương của cấp 1 ấy. Còn cái phân tích đa thức thành nhân tử là nó như cái việc mà một trong những cái về mặt một trong những kỹ thuật, một trong những cái cách mà để các bạn có thể làm việc với cái biểu thức đại số mà các bạn bắt buộc phải nắm, và các bạn mà nắm càng chắc nó thì các bạn lại càng dễ làm, dễ làm việc. Còn các bạn mà lại không chắc ấy, thì các bạn lại thấy nó mông lung như một trò đùa ngay, và từ đó mới dẫn đến cái việc là các bạn bấm máy tính. Để sau này các bạn sẽ thấy có những bài mà đáng ra nhìn vào mà cái phân tích đa thức thành nhân tử mà các bạn nhanh ấy, thì bạn nhìn vào bạn thấy ngay thế mà vẫn vẫn bấm máy tính, vẫn bấm máy tính, và từ đó nó tạo ra rất nhiều hệ lụy từ cái việc bấm máy tính mà nó hủy hoại các bạn, không tốt, không tốt tí nào, đúng không? Thế thì những cái đa thức như thế này, những đa thức như thế này chúng ta có một cái dạng phương trình và một cái đa thức mà bằng không như thế này, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là phân tích đa thức thành nhân tử, đúng không? Và chúng ta sẽ chuyển cái đa thức này thành tích như thế này. Đấy, tích như thế này bằng không. Đúng không? Và mỗi cái này phải bằng bằng không. Thế thôi. Đúng chưa? Đó là một trong những cái mà các bạn thấy là tuy tuy là nó lạ nhưng mà lại rất là quen, rất là quen, cực kỳ quen thuộc luôn, đúng không? Ok. Chúng ta có giá trị tuyệt đối, chúng ta có trường là mẫu, cái này của lớp 7 rồi. Đấy, cái này thì phân tích đa thức thành nhân tử. Đấy.
Rồi, ok, các bạn trả lời đây là đúng hết rồi. Cái dạng và phương trình này chúng ta đưa về cái này gọi là phương trình tích. Phương trình tích, thực ra phương trình tích nghe nó oai, phương trình tích nghĩa là cái phương trình mà một bên là bao gồm các cái tích với nhau ấy, bên là cái vế còn lại là không thôi, có cái dấu bằng ở giữa thế thôi. Đúng không? Thì đây là các bạn, đây là những cái loại phương trình mà các bạn sẽ được làm quen, sẽ được tiếp xúc rất là nhiều. Và các bạn chú ý là phương trình chưa bao giờ là dễ. Nó dễ thì nó sẽ rất là dễ. À, nhưng mà nó khó thì nó cũng khó vô cùng. Nó cũng khó vô cùng. Như vậy. Một cái tổng quát hơn thì các bạn sẽ thấy như thế này. Các bạn sẽ thấy như thế này, đó là phương trình ấy thì đối với những cái bài trong phổ thông, trong cái trường phổ thông thì chúng ta sẽ nhìn những cái bài nó chỉ là cái biến của nó là chúng ta tìm x thôi, đúng không? Tìm x thôi. Thế nhưng mà sau này chúng ta sẽ có những cái phương trình mà chúng ta cái chúng ta đi tìm nó không phải là x, nó là một hàm số. Ví dụ như thế. À, chúng ta có một loại đó là phương trình hàm, ví dụ như thế, đúng không? À, thì thầy nói như thế để các bạn hiểu về cái lúc đầu, cái ý lúc đầu thầy nói phương trình nó là thiết lập một cái mối, nó là một cái mối quan hệ bằng nhau giữa hai vế, đúng không? Chúng ta có vế trái và vế phải và dấu bằng ở giữa. Ok. Nó nói như vậy để thấy nó khác với hàm, nó đặc biệt nó khác với hàm số, đúng không? Nó khác với hàm số. Các biểu diễn nó y như nhau, nó khác với hàm số. Hàm số nó thể hiện cái sự phụ thuộc của cái đại lượng này với đại lượng kia. Có đại lượng này mới có đại lượng kia, đúng không? Đấy. Phương trình thì không như thế. Tư vấn thi cấp 3, em mới học lớp 8 mà Minh Anh. Thi cấp 3 thì chúng ta nói về, chúng ta để cho cái buổi thứ bảy ngày hôm nay đi, cuối tuần này đi, đúng không? Và đặt câu hỏi trong group đi, thầy tổng hợp, thầy trả lời một lần luôn. Cho nhiều bạn cùng tham gia, sẽ có 6, 7, 8, 9. Đúng không? Về phương pháp học thì thực ra là chúng ta đối với lớp nào chúng ta cần cần có phương pháp học cả. À, hôm nay thì chắc là 9 giờ hơn một chút thôi, bởi vì là cũng không thể đi sâu nhiều với các bạn được, các bạn chưa học mà thứ hai là các bạn chưa thi xong, các bạn chưa thi xong phải không? Cho nên là cũng cũng thầy cũng nghĩ là không không bây giờ lại làm một cái mới nữa thì cũng không để làm gì các bạn là, và kể cả các bạn học ở trường thì các bạn cũng chỉ học mới học những cái đầu tiên thôi, đúng không? Có gì bây giờ bởi vì ở đây thực ra là thầy cũng muốn với một loại phương trình mà các bạn đã gặp như này là thầy cũng muốn để cho bạn giải, nhưng mà ở đây thì thầy lại rất thấy rất ít các bạn comment nên thầy nghĩ là các bạn chắc là quên hết rồi, ví dụ như giá trị tuyệt đối các bạn quên hết rồi hay sao ấy. À, thôi chứ còn không là để các bạn làm để chúng ta xem như nhớ lại. Làm đề á, ôi trời ơi giờ mà còn làm đề gì nữa, đề thì nó cũng thế thôi, đúng không? Và thầy nói là có nhiều bạn là hỏi thầy cái việc là tìm đề như thế nào, thì thầy nói luôn nhá để khỏi phải là xin đề thầy nhá, bởi vì đề rất là nhiều, các bạn chỉ cần vào Google đúng không? Google đấy, sau đó gõ ở đây thôi, gõ ở đây thôi, đúng không? Chúng ta có thể gõ là gì các đề thi học kỳ 1 toán 8 2020 được chưa? Đấy thì các bạn ra một loạt đấy, các bạn muốn tìm thì cứ vào tìm thôi, có gì đâu. Đây ví dụ như trang này này, đây. Đấy, vào click vào các bạn
Bây giờ thầy nói thật là chỉ sợ các bạn là không có sức để mà làm thôi. Đề nhiều lắm, kể cả đề vừa mới thi xong luôn, nóng bỏng tay luôn cũng có. Đúng không? Thi Trung học phổ thông Nguyễn Huệ khó không? Và em muốn thi chuyên lý ạ. Khó không? Rồi muốn thi chuyên lý, nghĩa là chuyên lý cũng khó không mà. Hay là sao? Và nó là câu hỏi tách bạch nhé. Chuyên lý cũng khó không thì cái đấy thầy phải xem thử là chuyên lý nó lấy bao nhiêu điểm và đề lý nó thường xuyên nó như thế nào và cái trình lý của em nó như thế nào nữa chứ. Đó. Nhưng mà túm lại thi chuyên thì nó xác định là thi chuyên thì chắc chắn nó phải khó hơn rồi, đúng không? Nhưng mà bình thường vẫn là nó cũng không có gì là gọi là quá khó để vào được cả. Tất nhiên là nó rất phụ thuộc vào cái trường chuyên lớp chọn mà bạn chọn và cái sức của bạn. Vì bây giờ các bạn chú ý là chúng ta đang kỳ 2 lớp 8, thi vào chuyên là một trong kỳ thi nó rất là nó rất áp lực. Cái đấy là nói trước luôn, rất là áp lực, đã chuyên là áp lực đó. Đấy. Đấy thì cái quan trọng nhất là các bạn đã chuẩn bị đến đâu, chuẩn bị tới đâu, như thế nào rồi. Nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nên để nói là tư vấn thi vào trường nào ấy, nó rất là khó, rất là khó. Ví dụ như là có thể là có một bài test đưa cho em làm xong thầy xem kết quả thì thầy mới có thể đánh giá được, đúng không? Đúng không? Ok, chuyên lý. Ok Tấn Dũng. Ừ. Vấn đề là thế, cho nên là nói là có khó không hay là có thể là khó với người này nhưng mà nó lại không khó với người kia, đúng không? Cũng cũng khó nói lắm. Nó rất là tùy thuộc vào mỗi bạn, đúng không? Toán 8 thì nó cũng thế thôi chứ có gì khó đâu. Để thi học kỳ nó easy mà. Thì trừ trường chuyên thôi, còn lại trường nào trừ trường chuyên thì nó phụ thuộc vào cái việc là trường đó đều khó không, cái bởi vì nó sẽ có, chắc chắn nó có một điều là trường mà càng nhiều bạn mong muốn vào thì nó phải càng khó, đúng không? Có thể đề nó không khó thế nhưng mà vì là cái lượng đăng ký vào nó quá nhiều so với cái lượng lượng lấy của mỗi trường cho nên có thể đề không khó những điểm lại cao thì nó cũng chả khác gì khó cả, đúng không? Cho nên là cái đấy nó cũng cũng cũng, cũng khó nói. Nhưng mà trừ ra thì thầy thấy là kể cả đề vào thi vào cấp 3 thì thấy có gì khó đâu, đề vào cấp 3 nó chả khó tí nào, đúng không? Có trường chuyên lớp chọn, trường có cái đề thi riêng thì cái đấy rất phụ thuộc, cái đấy thì nó túm lại là lớp hôm thứ bảy thầy sẽ trả lời các bạn cho nó đầy đủ đi, đúng không? Cho nó đầy đủ chưa. Tuần này thì cũng sẽ cố gắng là sẽ xem như là mình xả hết thêm hết tuần này để cho bạn thi cử đã, đúng không? Từ tuần sau mình sẽ bắt đầu học cho nó đàng hoàng, được chưa? Chứ bây giờ thế này kể cả các bạn thi rồi thì cũng ít có tâm lý mà học lắm, đúng không? Bởi vì cũng kiểu như muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi. Còn tới đây thì phần phương trình này cũng phần cũng một phần nó khá là hay. Khá là hay. Và có thể nói là khi mà học cấp 2 ấy, thì đây là một trong những cái bài toán mà học sinh cực kỳ thích đó, bởi vì nó rất là rộng, nó rất là rộng, rất là bao la, cũng chả ai có thể vỗ ngực bảo là bây giờ phương trình nào cũng dễ cả, mình cái gì tức là phương trình nào mình giải cũng được cả. Chả ai dám nhìn nói như thế cả, rất là khó, nó khó. Phương trình thì bao la, rất là bao la. Chúng ta học trong cái nội dung học thì ít nhưng mà cái gọi là cái sự phong phú của nó thì nó cực kỳ là phong phú luôn. Thì các bạn thấy đây thầy mới chỉ ra một vài cái gọi là cái kiểu phương trình nó khác nhau, đúng không? Một cái có giá trị tuyệt đối, một cái có mẫu, một cái thì cái bậc cao, nó là đa thức, nó kiểu như thế thì các bạn thấy. Nhưng mà cho thực tế thì chúng ta có rất nhiều thứ như thế như thế này. Các bạn có thể là có thêm một cái kiểu như thế này, đó là đợi thêm một tí nhá.
Đây, ví dụ như là các bạn có 4. Đây, những cái này thì nó chúng ta thường thấy trong 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 ứng dụng nhiều này, tìm x y nguyên. Đó. Sao cho x y trừ 3x cộng 2y trừ 6 trừ 12 bằng 0. Đấy. Các bạn làm như thế nào? Các bạn làm như thế nào? Nhóm là gì? Nhóm của nãy thầy mới gửi phải không? Đây. Câu lạc bộ học bài nhà. Đây, vào đây. Được chưa? Thế thì cái phương trình này chúng ta thường thấy ở đâu? À, thấy nào. Vì những cái này thì các bạn sẽ thấy lạ, lạ với thực ra là khi các bạn học đối với thi kỳ 2 thì đây có thể là những cái bài nó sẽ là bài 10 điểm của kỳ 2. 10 điểm kỳ 2 bởi vì nó khác thường, nó khó hơn. Đó. Chứ còn thông thường các bạn sẽ không học những cái loại phương trình này mà chúng ta thường làm quen với những phương trình này hơn, đúng không? Thế tuy nhiên trong thực tế thì những phương trình này thì xuất hiện rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Và tới khi mà có những cái buổi mà xong những cái bài phương trình cơ bản này ấy, thì tới những cái buổi mà có những cái bài này thì thầy sẽ giới thiệu cho bạn, đúng không? À, thầy ví dụ như là một bài toán nhá, bài toán nó gần gũi với các bạn này. Bây giờ sắp Tết rồi, đúng chưa? Sắp Tết rồi nha. Chúng ta nói về toán liên quan đến Tết đi. Đó là bài toán lì xì, đúng không? Các bạn có rất là nhiều tờ tiền, tờ 1.000, 1.000, đúng không? 1.000 đồng nhá. Tờ 5.000 và tờ 10.000. Đúng không? Nó rất là nhiều, rất là nhiều. Cứ giả sử các bạn có rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn muốn chia đều, muốn đi lì xì nhiều, đúng không? Muốn chia đều thì các bạn bây giờ phải sắp trong 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 các phong bì là 100.000, 100.000. Tất nhiên là từ từ những cái tờ tiền này. Những cái tờ tiền này. Đúng không? Thì có bài toán đặt ra là hỏi là có bao nhiêu cách để chúng ta hỏi có bao nhiêu cách để có 100.000 từ các tờ tiền trên. Đấy, được chưa? Đấy, rất là thực tế thôi. Tức là các bạn có rất nhiều cách sắp, đúng không? Các bạn với mỗi cái cách như thế là cái số lượng của các cái tờ này nó khác nhau nhé. Tờ 1.000 khác, tờ 5.000 khác, tờ 10.000. Hỏi là có bao nhiêu cách sắp như thế? Đúng chưa? Đấy. Thế thì rõ ràng đây là bài toán là gì? Với mỗi cái số lượng, như ví dụ như khi mà chúng ta sắp như thế thì chúng ta gọi x là cái số tờ, x là số tờ 1.000, y là số tờ 5.000, z là số tờ 10.000. Thì có phải là chúng ta có x nhân 1. Bây giờ cái nghìn này chúng ta bỏ đi nhá. Đó, đấy. Cộng 5y đúng không? 5.000 thì chúng ta ghi là 5y thôi. 10z đúng không? Thì bằng 100.
Được chưa? 100.000 thì bỏ đi. Túm lại là cái nghìn này là các bạn cứ rút gọn thôi. Chúng ta không đưa cái nghìn vào nữa thì để cho nhìn nó dễ hơn. À, thế thì đây có phải là x, y, z này nguyên chưa? Nguyên đúng không? Số tờ tiền này không phải là nguyên, làm sao các bạn xé ra được? Phải không? Tờ thì nó phải nguyên chứ, nguyên si chứ. À, như vậy lại là các bài toán tìm tìm x, y, z nguyên sao cho. Đúng không? Cái gì nữa? Rất là thực tế đó. Đúng không? Đấy. À, hoặc là như cái bài toán đi chợ của bạn bạn Minh Anh. Đấy. Bây giờ ví dụ như chúng ta có đi chợ thì chúng ta cần mua thịt này. Ví dụ thịt lợn thì là thầy ví dụ thôi, chứ thầy cũng không biết là nó bao nhiêu, nhưng mà thầy áng chừng như là 120.000 một ký. 120k một kg đúng không? Rồi. À, giờ chúng ta cần mua gạo này, ví dụ này, gạo 20.000 một ký, thầy ví dụ. Đúng không? Hỏi là chúng ta có thể mua được nếu chúng ta cầm 300.000 thì chúng ta mua được bao nhiêu ký gạo và bao nhiêu ký thịt heo? Chúng ta có thể mua được bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu ký thịt heo? Tất nhiên là phải tiêu hết 300 nhé. Thế thì nó lại bài toán là nếu như mà chúng ta mua được x ký thịt heo và y ký gạo, thế thì cái bài toán này nó trở thành là tìm x y nguyên sao cho 120x cộng 20y thì bằng 300.000, đúng không? 300k. Thế bây giờ cái nghìn là chúng ta bỏ đi rồi. Chúng ta bỏ đi rồi, còn như này. Được chưa? Đúng không? Đấy. Thế thì ở đây xy này thuộc z. À, những cái bài toán này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, và các bạn thấy là nó sẽ không phải là có một cái lời giải duy nhất đúng không? Có khá là nhiều lời giải. Tùy bài toán. Tùy bài toán. Ví dụ như bài này bạn nào có thể về nhà làm được thì có thể post lên trong cái group học bài ở nhà. Học bài ở nhà và thầy ok, Nam Anh, thầy nhớ Nam Anh mà, thầy nhớ con mà, đúng không? Mai lớp 7 học toán, là học toán bình thường thôi. Thì đây. Làm bài này nhá, bài này nhá, bài này này. Đây này, bài này này. Đấy, dành cho bạn ai muốn làm thì có thể làm và gửi lên trên group của bài nhà. Đề bài là thầy đọc lại nhá. Có các tờ tiền 1.000, 5.000, 10.000. Hỏi có bao nhiêu cách để tạo thành 100.000 từ các cái tờ tiền này. Được chưa? Được chưa? Tất nhiên là không đếm nha, không đem ra mà đếm. Đúng không? Cũng phải có phương pháp gì đấy. Đúng không? Thì thầy cho kết quả luôn để không đếm. À, bài này thầy nhớ là nếu mà không sai 121 cách. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ những bài đấy thì thôi, ok, gác lại đây. Bây giờ với bài 4 này, nếu mà như thế thì cái bài 4 này nếu mà gặp các bạn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Rồi. Với bài 4 này thì các bạn sẽ làm như thế nào? X y nguyên để thỏa mãn cái phương trình đã cho. Các bạn sẽ làm như thế nào? Bài toán này thấy nó có lạ không? Nó có lạ không? Nhìn nó lạ phải không? Đúng không? Thế thì bài toán này bây giờ nếu mà không phải bài toán này thì bài toán này nó có quen không nhé? À. Tìm x nguyên để y bằng 6 x cộng 2
Như vậy ở đây sẽ là nguyên. Bài 4 sẽ này chuẩn đấy, có dùng. Thì bây giờ ok, nếu mà đã biết giải rất là tốt, còn nếu chưa biết giải thầy hỏi cái bài 4 này so với cái bài 4 phẩy này. Bài nào quen hơn? Bài nào quen hơn? À. Bài nào quen hơn? Bài nào quen hơn? Bài này đã làm chưa? Bài này là làm từ lớp lớp mấy nhỉ? Lớp 6 là có thể làm rồi đúng không? Và chúng ta thấy rất là quen là chứ cái bài toán là tìm x nguyên để y nguyên đúng không? Để một biểu thức nguyên đúng không? Đấy, bài này rất là quen. Nhưng mà cái bài này thì chính là bài này đấy. Này, nhìn cái này này. Nhìn cái này này. Đưa về đây này. Thì có phải là gì đây? Y ở đây này, chung y nhân với x cộng 2 đúng không? Chuyển về qua hai cái này này, chuyển qua bên này là âm 3x thành 3x trừ 12 là cộng 12. Thì đây có phải là y bằng 3x cộng 12 chia x cộng 2 không? Đúng không? Đấy. Đấy, thế thì có phải là đây không? Thế thì thay vì tìm x y nguyên thì bây giờ thầy đổi là tìm x nguyên để y nguyên thì có được không? Được, cũng là x y nguyên cả. Tìm x nguyên để y nguyên. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng bài này nó quen hơn. Bài này nó quen hơn. Bài này nó quen hơn. Không, bài 4 này là không quen nhá. Bài 4 này thì với những bạn làm nhiều ấy, là học rồi ấy, thì thấy bài 4 nó quen. Nhưng bài 4 phẩy thì nó quen hơn. Vì cái bài 4 phẩy này 6, 7 gì các bạn cũng làm rồi. À, nhưng mà thực ra nó là một. Nó là một. À, thế thì khi mà các bạn làm những bài này thì thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà tới tới khi mà đây là một cái loại phương trình nó rất là hay. Và như thầy nói rất là có nhiều ứng dụng ở trong thực tế. Và phương trình này nó gọi là một cái loại phương trình gọi là phương trình Diophant. Phương trình Diophant. À, cái tên phương trình là thế. Nghe nó hay, nghe nó sang không? Nghe nó xoang, đúng không? Nó rất là xoang. Nó sang không? Đấy. Thế thì nếu mà có thời gian thì thầy sẽ cùng với các bạn làm tìm hiểu những cái phương trình như thế đúng không? Thế thì thực ra thầy cũng rất là muốn là phương trình nào nữa thì nó cũng đi từ các bài toán thực tế đấy. Nãy thầy nói đó, những cái phương trình này các bạn thấy nó rất là hay gặp ở trong thực tế. Được chưa? Còn mà về về mà gọi là kỹ thuật để mà giải các phương trình ấy thì ok thì cũng sẽ trình bày với các bạn thôi. Nhưng mà thường mà đi theo hướng kỹ thuật như thế các bạn sẽ rất là thích. Đặc biệt là các bạn làm những cái bài nào các bạn làm rồi sau đó làm lại những bài tương tự như thế mà các bạn giải ra được các bạn thích lắm đúng không? À, nhưng mà những cái bài đấy thường nó thiếu thực tế, thiếu thực tế. Nhưng mà các bạn vẫn phải nắm nhá, bởi vì cái phần đấy gọi là phần kỹ thuật, technique ấy, các bạn luôn phải có, luôn phải có. Còn không ấy, các bạn sẽ trở thành như kiểu là lý thuyết suông ấy, gọi là biết rồi nhưng mà tới khi làm chả biết làm như thế nào, đúng không? Hiểu thì hiểu, tới biết làm chả biết làm như thế nào. Đấy, thì nó là như là hai mặt của vấn đề này. Các bạn vừa phải hiểu rồi nhưng mà các bạn vừa phải có kỹ thuật để mà làm đúng không? Rồi, ôi, thầy nghĩ là hôm nay sẽ nghỉ sớm thôi nhưng mà cũng là 9:20 rồi kìa, 9:17, 9:20 rồi. Ok, lớp 8 của chúng ta thì phần này phải nói là phần cực kỳ hay, cực kỳ hay. Và lâu lâu thầy sẽ đưa vào những cái bài tương tự như này, hơi khó 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 chút cho bạn làm. Còn bình thường thì thầy cho mình cùng làm những cái bài những bài cũng khá quen thuộc thôi để chúng ta có biết về mặt kỹ thuật để chúng ta dùng những kỹ thuật nào để làm được chưa? Đấy thì chương này là chương khá nặng về kỹ thuật, khá nặng về kỹ thuật. Cuối chương chúng ta có một cái phần về giải bài toán bằng cách lập phương trình thì cái đấy thì nó rất là thiên về thực tế, ở trong thực tế đúng là những cái bài như thế luôn đúng không? Ok, thế thì khi đó thì chúng ta sẽ lại được sẽ thấy là nó cũng gần gũi lắm, cũng gần gũi lắm. Ok thầy sẽ em cũng nhìn thầy làm sau đó không làm được. Ok Tấn Dũng không không vấn đề gì.
Nhớ là tuần sau thì chúng ta lại gặp nhau vào lúc 8 giờ tối thứ tư, được chưa? Các bạn nhớ là cuối tuần này thứ bảy chúng ta có một buổi nói chuyện với nhau, được chưa nào? Chú ý nhá, lúc 8 giờ, lúc 8 giờ, 8 giờ tối thứ bảy chúng ta lúc đấy chỉ ngồi nghe thôi, ngồi nghe nói chuyện với nhau, chuyện với thầy, nói chuyện với con làm này, được chưa? Giờ ok, chào bạn, hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần này, được chưa? Thứ bảy tuần này và thứ tư mỗi tuần, thứ tư hàng tuần, được chưa nào? Rồi, chào tất cả các bạn. Bye bye.